Vui quá. Cái ý tưởng mà làm sản phẩm từ trứng á, là lúc tôi trở lại về việc dạy học, tôi muốn có những cái hình để minh họa cho bài giảng, tôi cũng như là gọi là giáo cụ trực quan á. Sau khi tôi đã qua hết những cái chất liệu khác như là gốm sứ rồi gỗ, giấy bồi rồi giấy bìa gì đó, tôi làm hết, nhưng mà tôi nhận thấy rằng cái vỏ trứng là một chất liệu rất tốt để làm những tác phẩm khác. Nói về thể thao là tôi đều ham thích để làm hết, vì đó là nó tượng trưng cho cái sức khỏe. Thật ra cái hình ảnh mà của những cái lễ hội thể thao như là SEA Games, ASEAN, Euro, World Cup, Olympic thì tôi đều làm hết. Làm cái mẫu hình tạo hình bằng vỏ trứng này, vì trong cái môn mà tạo hình này nó có những cái giúp chúng ta được thứ nhất là nói rồi là sáng tạo để chế ra cái này cái nọ, và thứ hai là trong khi làm ta phải rất là kiên nhẫn và để ý quan sát từng những cái chi tiết nhỏ, và khi mà làm rồi thì chúng ta cảm thấy có sự thư giãn, cũng giống như là những cái giải trí khác vậy. Em thích những con heo, con dê thầy làm ra, những sản phẩm mà thầy làm bằng tấm lòng của mình.